Bắt cá mọi người nhé. Đây, hiện tại là tấm này của bên em mà rộng 1m7 đây nhé. Chất liệu là gỗ cò đỏ. Đây là hàng không mộc nguyên nhé. Kích thước của nó là rộng 1m7, dài 19 và dài là 3m13. Tấm này hiện tại là đang full lót anh em nhé. Hàng này là hàng không mộc nguyên luôn ạ. Anh em nhìn rất là đẹp ạ. Hàng mộc nguyên, cắt đầu của nó là thông tin thông nứt, rất ok đó. Riêng những mặt hàng khác ở các cửa hàng khác em đảm bảo là không bao giờ có video hàng mộc thực tế cho anh em xem đâu ạ. Hàng em quay video hàng mộc thực tế cho anh em xem luôn. Đây, đầu của nó này, anh em nhìn nó hai đầu là thông tin thông nứt. Đây là em quay thực tế cho anh em xem. Anh em mà nếu mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em là 0879 839 739, hoặc có thể kết bạn qua Zalo của em là 0333 88 719. Em sẽ quay video trực tiếp cho anh em xem. Đây, tấm này rất là đẹp nhé. Tại là kiếm full lót thôi ạ. Rộng 1m7, dày 19 phân, dài là 3m13. Bộ này em bán với giá chỉ 80 triệu thôi nhá, 80 triệu thôi ạ. Riêng hàng anh em mà bảo đảm anh em mà những bộ này là không tìm không nứt, rất là đẹp. Anh em mà thiết kế thì cứ để lại số điện thoại cho em dưới phần bình luận. Hoặc anh em mà lần đầu xem video của em thì có thể đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Đây anh em xem tập nữa nhé. Hàng đẹp hai mặt, không tin không nứt. Đây vân chung của nó này, anh em nhìn nhé. Đây là hàng mộc thực tế nè. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nhé. Anh em mà thích chí thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em